Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện và đến với Các Chuyện ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh các chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh các chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Lúc này con Trinh cũng bước ra ngoài. Dũng nhìn mẹ tôi và nói Mẹ về đi, để vợ chồng con giải quyết chuyện Mày đuổi tao về nữa cơ Chúng mày ra ở riêng rồi Giờ tao đến thăm Thì đuổi tao về Mẹ Vợ chồng con đang xảy ra chuyện Mẹ đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không Mẹ đi về đi Mày ngu lắm Vợ không lấy con này lấy con khác Việc gì phải hạ mình như vậy Dũng lúc này không kiềm chế được nữa và quát lớn Mẹ về đi Mẹ chồng tôi thi dũng nổi giận, không còn cách nào khác đành đứng dậy. Khi tất cả mọi người đi khuất, chỉ còn lại hai chúng tôi cũng như muốn ngã quỵ xuống. Dũng đứng bên cạnh, một lúc sau mới cất lời: Thủy, cho anh xin lỗi em được không? Xin lỗi là xong à? Anh ngủ với nó, giờ nói một câu xin lỗi? Vậy em muốn anh phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh đây? Tôi ngước mắt nhìn anh Thà giá như anh ngoại tình với chị Nga Mang nhau ra khách sạn Tôi còn thấy đỡ đau đớn tủi nhục hơn như thế này Tôi bố chặt tay đến mức bật cả máu Đột nhiên Dũng quỳ xuống Anh thật sự Thật sự là do anh say Mùi rượu từ miệng anh phả ra nồng nặc Tôi nhìn anh nhắm nghiền mắt và nói Chúng ta ly hôn đi Tôi cũng không biết vì sao mình có thể nói ra câu đấy Thế nhưng vừa nói xong Dũng liền giữ chặt tay tôi và đáp Thủy, em nói gì vậy? Tôi nói chúng ta ly hôn đi Không được, chúng ta không thể ly hôn Tại sao lại không? Tôi và anh đến với nhau không vì tình yêu Năm năm qua tôi đã cố gắng vun vén vì hy vọng Anh có thể có tình cảm với tôi Lúc anh cùng tôi ra ở riêng Tôi đã muốn vun vén Muốn cổn anh xây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ Ừ thì có thể anh chưa yêu tôi anh có thể kêu mang mẹ con tôi suốt 5 năm nay Nhưng tôi với anh vẫn là vợ chồng Cùng nhau sống suốt những ngày tháng qua Tôi thực sự quá mệt mỏi Anh đi đâu tôi không biết Làm gì tôi không hay Tôi quá mệt rồi Dũng nhìn tôi đột nhiên khóe mắt đỏ ngầu Một giọt nước mắt lan dài sớm vừa khẽ nói Thủy Anh biết anh sai rồi Nhưng con chúng ta cần có cha Em đánh anh đi Em đánh anh đi Tôi nghe Dũng nói mới sực nhớ ra. Sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng. Nghe đến đây tôi cũng khóc. Vừa thương con lại cay đắng cho thân phận mình. Một mình bo không có ba ruột đã khổ rồi. Giờ lại thêm đứa bé trong bụng. Dũng lại nắm tay tôi và tự tát lên mặt mình. Đánh anh đi. Em đánh anh, nhưng đừng bỏ anh. Anh sai thật rồi. Nhưng anh không muốn con mình phải chịu thiệt. Thực sự đây là lần đầu tiên của anh anh say và không làm chủ được anh hứa là sẽ không có cái chuyện này tái diễn nữa tôi phải làm gì để tin anh đây em có thể hỏi mọi người đêm qua bọn anh làm hợp đồng đến tận khuya xong anh em rủ nhau đi uống anh còn không biết mình về thế nào rồi thì chuyện gì xảy ra thì nó xảy ra tôi đau lắm rồi anh có biết không anh xin lỗi anh xin lỗi em Thực sự xin lỗi em Anh sai rồi Nhưng em có nhớ không Năm ấy em có bị chúc rượu đến say mà có bò Thực sự anh cũng là bị gài Nghe đến đây Bỗng dưng tim tôi như thắt lại Dũng đưa tay lên tát mạnh vào mặt Hai khóe mắt anh bị rượu làm cho đỏ ngầu Mua rượu quả thực vẫn nồng nặc Anh nhắc lại đến việc tôi có bò Khiến cho tôi như không thở nổi Tôi giữ tay anh Muốn bỏ cũng không xong ân tình kia tôi có thể coi như không tồn tại nữa nhưng còn đứa bé trong bụng tôi phải làm sao dũng vẫn quỳ bên dưới và nói anh biết lỗi của anh khó mà tha thứ được nhưng em có thể nể tình anh nghĩ đến những chuyện trước kia mà bỏ qua cho anh lần này không dù sao đây cũng chỉ là lần đầu lần đầu đúng lần đầu thật sự khi nãy tôi còn có thể nghĩ tôi mạnh mẽ mà buông tay nhưng lúc này lại mới biết tôi và Dũng còn có quá nhiều tư níu kéo. Nhìn mặt anh đã hẳn lên những tia đầu. Tôi vừa hận vừa thương. Anh sẽ để cây trinh sang bộ phận khác. Thủy, anh sai. Nhưng thực sự là anh bị chuốc sai. Thực sự đây. Anh lúc này cũng không biết phải nói gì và làm sao nữa. Sai thì cũng đã sai rồi. Chỉ mong em tranh cơ hội. Đến được sửa đổi. Chúng ta đã cưới nhau suốt 5 năm này Dù ngay khi cưới Anh và em không xuất phát từ tình yêu Nhưng anh đã luôn cố gắng đối xử với em và Bon Một gia đình Có thể có những lúc anh chưa hoàn thành tốt Nhưng anh có thể Đảm bảo Anh sẽ Không bao giờ phản bội em nữa Lần này là anh không dám ngủy biện Nhưng cũng là lần duy nhất và lần đầu tiên Và cũng là cuối cùng Em có thể không tin anh Nhưng em có thể cho anh xin một cơ hội duy nhất được không một cơ hội để anh chứng minh, để anh được sửa sai. Cũng như năm ấy, anh sẵn sàng để em giữ bao lại, để em và con có được ba. Cho anh một cơ hội thôi, nếu anh còn sai, lúc đấy em bỏ anh cũng chưa muộn. Tôi đã biết Dũng nói những gì sau đó, chỉ biết cuối cùng tôi cũng gật đầu. Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi ngu dại, nhiều người sẽ cho rằng tôi là con đàn bà kém cỏi và nhu nhược. Nhưng tôi biết chỉ có bản thân mình ở trong cuộc mới hiểu rằng Tôi chưa thể nào buông bỏ Dù cho tận mắt chứng kiến Dũng lên giường với con Trinh Nhưng tôi và anh vẫn còn một giòn máu chung Và lại anh nói đúng Năm ấy nếu không có anh Sẽ không có bo Và có thể tôi đã chui rúc ở một xó xỉnh nào đó Thậm chí là chết rồi Trên đời này không có nỗi đau nào bằng nỗi đau phản bội Cũng không có món nợ nào bằng món nợ tình Tôi có tha thứ cho anh cũng coi như là hết ân tình tôi có đau không sao không tôi yêu anh rồi yêu gia đình nhỏ này rồi chỉ cần một chút cũng đủ tổn thương huống hồ là anh ngủ với con trinh tôi không biết là mình đã vượt qua thời gian đấy thế nào chỉ biết những ngày sau tôi sống như kẻ mất hồn tuy rằng tôi nói tha thứ nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn giống như ngọn lửa âm ỉ trong lòng Khoảng thời gian đó cũng may có cái chi bên cạnh an ủi tôi. Ban đầu nó cũng rất tức giận, nhưng rồi cuối cùng nó lại khuyên cho tôi cho Dũng một cơ hội. Nó thường hay nói rằng, thôi thì ngày xưa mày cũng mang ơn lão ấy. Với lại đúng là lần đầu tiên mà tao nghĩ đến 99% con ôn vật kia gài lão ấy. Thế nên thôi mẹ, giờ mày buông tay nó lao vào đớp ngay, tha thứ cho lão một lần xem thế nào. Lỗi của mày cũng có, chứ không phải là không đâu. Mày giờ phải thay đổi đi, quan tâm một chút tới công việc của lão ấy đàn ông mà cám dỗ thì đầy nếu mà mày không theo dõi sát sao thì cái việc sang ngã là rất dễ hiểu giờ hai vợ chồng mày nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau cái gì không hài lòng với nhau thì nói rõ ra còn cái ấm mức còn chưa thông cũng nói ra giờ mày bỏ lão ấy có thể mày sẽ bớt uất ức một chút nhưng mà tao suy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn bỏ có ba rồi còn đứa bé trong bụng nữa lão đã cầu xin mày như vậy nở lòng một lần xem thời gian nghĩ lại trước kia lão ấy cũng thương bo như là con ruột làm gì có mấy người đàn ông được như vậy Dù sao ta vẫn mong mày có một gia đình đầy đủ và mềm mày không biết cho thằng bo sang nhà tao lúc nào cũng muốn tao dạy vẽ về gia đình nhỏ của mày con trẻ nó khao khát một mái ấm nếu như lão ấy mà còn tái phạm lúc đó ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ mày ly hôn sau lần ấy tôi và dũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau Tôi cũng đã rất cố gắng gạt bỏ đi hình ảnh của Dũng và Con Trinh, nhưng nói sao thì nói, vết thương ấy cũng không thể nào lành nhanh như vậy. Có điều tôi biết, mình đã gật đầu thì phải chấp nhận. Đúng là Dũng sau đó có thay đổi. Tôi cũng nghe nhân viên của Dũng nói Con Trinh bị điều sang bộ phận khác, tôi cũng không biết phải vui hay buồn. Nhưng nghe tin ấy chỉ cảm thấy rửng rưng. Thực ra điều đi đâu, thậm chí có bị chuyển công tác sang công ty khác cũng chẳng quan trọng. Nếu Dũng đã không muốn, chắc chắn anh sẽ từ chối còn nếu muốn dù có ngăn cản thế nào cũng vẫn tìm đến nhau ở nhà trước giường đã được dũng thay nhưng mỗi lần nhìn vào tôi vẫn cảm thấy buồn mà tôi lại ảnh hưởng đến con nên lúc đó tôi đã dành toàn bộ thời gian để viết những mẩu chuyện trên mạng và kiếm tiền chuyện này vẫn là bí mật đối với dũng từ cái ngày bị phát hiện ra chuyện với con trinh dũng luôn chủ động giúp tôi việc nhà giúp tôi đi bo đi học chừng như vậy còn đăng ký cho bò khoa học tiếng Anh và khoa học vẽ. Hàng ngày đúng giờ Thanh đi làm, hết giờ thì về. Tuy rằng anh thực sự thay đổi, tuy rằng anh đã quan tâm đến tôi hơn, tốt hơn, nhưng ở một khoảng trống trong lòng, tôi vẫn thấy chưa thể lấp đầy. Có lẽ, bất cứ một người phụ nữ bị phản bội nào cũng như tôi, dù tha thứ, cũng vĩnh viễn không thể quên. Còn con Trinh, từ đợt đó tôi không có gặp, cũng không thấy nó đến tìm tôi cũng không muốn nhìn bản mặt của nó mỗi lần nhìn lại cảm thấy nỗi đau trỗi dậy một tháng sau đó cũng là ngày tôi đi khám thai lẽ ra hôm nay dũng sẽ đưa tôi đi nhưng sáng hôm qua công ty anh có lịch công tác đột xuất nên anh đã đi thực ra tôi cũng chẳng cần dũng đưa đi lắm từ khi bị phản bội tôi luôn xác định tôi chỉ có thể sống hết mình vì con vậy nên dũng thế nào tôi cũng không còn muốn bạn tâm quá nhiều sáng đưa body học Tôi liền bắt xe đến phòng khám Tính ra cái thai của tôi bây giờ Mới được 2 tuần Đây cũng là tuần quan trọng Nên tôi đến theo đúng lịch hẹn Sau khi khám xong Tất cả mọi thứ đều bình thường Tôi bắt xe ra về Thế nhưng khi còn chưa về đến chung cư Mà mới đến đoạn đầu đường Tôi đã thấy mẹ chồng tôi chạy về phía tôi và dối rít lên Mày sáng sớm mà đây đi đúa đởn nè Bầu bí mà mặc cái váy ngăn cún cỡn như thế cơ đấy Tôi nhìn xuống chiếc váy đang mặc Rõ ràng là chạm đầu gối cơ mà Thế nhưng tôi không thèm chấp Bởi ánh mắt đang chạm đến chị Nga phía sau Từ cái ngày mẹ chồng tôi bị chồng tôi đuổi đến nay Tôi mới gặp lại Chiếc còn ái nái dai dứt Giờ thế bà tôi lại chỉ muốn tránh thật ra Mẹ chồng tôi thấy tôi không đáp Liền lao vào cái hông tay tôi rồi nói Tao đưa mày đi khám thai Tôi nhìn bà Sửng sốt không thốt nên lời Từ dưng bà đến đây Nói đưa tôi đi khám thai Không lạ à Thế nhưng tôi cũng nghĩ Bà chả có gì tốt nè liền trả lời Con vừa đi khám về rồi Không phải khám cái đấy Tao đưa mày đi chọc ối để xét nghiệm ADN Tao xem đây có đúng là con thử dũng không Tôi nghe xong đến mức rôn người xoay lưng bước đi Càng ngày cái độ vô lý của mẹ chồng càng khiến cho tôi thấy không thể nhịn nổi Thế nhưng mới được hai bước bà đã giữ tay tôi và gào lên Ta nói cho mày biết Mày đừng có cái thái độ đấy Mẹ mày chứ cái loại đã đĩ rồi Con làm ra cái vẻ thanh cao Tao đưa mày đi xét nghiệm Nếu đúng cháu tao tao nuôi Còn đéo phải thì mày ly hôn con tao ngay lập tức Mẹ Mẹ không có quyền gì bắt con phải đi khám Đây là con của con Mày thích cãi à Mày lừa được thằng con ngu dại của tao chứ đéo bao giờ lừa được tao nhé Con không thèm lừa Chị Nga cũng lao đến giữ lấy tôi rồi lôi sành sạch vào trong con hẻm nhỏ và cười nói em gái ạ, à, nếu như em đứa bé thực sự là con anh Dũng, sao lại không dám đi khám? Tại sao tôi phải đi? Buông tay tôi ra, đừng để tôi phải hét lên. Mẹ chồng tôi liền trợn trừng mắt, thẳng tay tét búp vào mặt tôi, còn lôi trong túi ra một bức ảnh được cắt mặt tôi ghép thật, đang chân chuồng nằm ôm một gã đàn ông xa lạ. Mẹ chồng tôi dít lên. Mày gào lên nhá. Tao đánh chết mẹ mày luôn Mày tưởng tao không biết đứa bé này không phải con thằng Dũng à Mày chơi trẻ đến độ ngủ với cả trai Lần đầu thằng con hoang kia tao còn chấp nhận Lần này tao đánh chết mày thì thôi Mẹ quá đáng vừa thôi Mày buông tay con ra Đó không phải là con Thế nhưng mẹ chồng tôi chẳng những không buông Còn cùng chị Nga đẩy mạnh tôi một cái Tôi bị bất ngờ Rồi đột nhiên ngã quỳnh xuống chiếc cống cạn Mẹ chồng tôi với chị Nga thấy vậy cũng vội lùi mất. Cụ ngã mạnh đến mức toàn thân tôi tưởng như chết đi sống lại. Đột nhiên tôi thấy có thứ nước gì đó ấm ấm đang chảy ra. Tôi nhìn xuống dưới, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy từ toàn thân, cũng kinh hãi bật khóc gào lên. Cứu! Cứu con tôi với! Cứu! Đoạn đường không một bóng người, tôi cố đứng dậy, nhưng cơn đau bụng quản quại khiến bản thân không gượng dậy nổi. Nỗi đau đớn, bất an, sợ hãi khiến cho tôi như muốn tê liệt. Cố gắng với điện thoại nhưng bất thành. Dòng máu mỗi lúc một chảy dài, tôi bật khóc tô tô gào lên đau đớn. Con của tôi, con của tôi nhất định không được có mệnh hệ gì. Đột nhiên có hai bóng người cao to đi qua. Tôi bấu chặt lên nền đất van xin. Anh ơi, cứu tôi, gọi cấp cứu giúp tôi với ạ. À? Hai bóng người cũng khựng lại Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên Bỗng dưng một người cúi xuống bế thốc tôi lên Còn nhặt điện thoại đưa vào tay tôi Tôi bị dòng nước mắt làm nhòe đi Chỉ thấy được hình ảnh anh Rất cao lớn Mặc bộ đồ ngành an ninh Tôi bấu vào tay anh ta và nước lên Cứu Cứu con tôi Đột nhiên tôi thấy người đàn ông đó hơi dừng lại Ánh mắt nhìn thẳng xuống mắt tôi Đôi mắt mà hổ phách khẽ nhíu lại Hai hàng lông mày rậm cũng có vẻ như đầy tức giận Tôi không nghĩ được gì Chỉ biết bấu chặt rồi nói Đưa tôi đến bệnh viện Nhanh lên, phường bạch đằng Tôi pha xin anh Người đàn ông đó nhét tôi vào ghế xe ô tô Đỗ trên đầu đường Bên trên người đàn ông còn khẽ hỏi Anh Vinh, giờ đi đâu? Đưa cô ta đến bệnh viện đa khoa nhưng mà lát nữa còn phải gặp mặt các đồng chí ở dưới này Không sao đâu Nguyên tắc ngành là cứ phải đặt nhân dân lên hàng đầu Anh cứ đưa cô ta đi Tôi sẽ chịu trách nhiệm Tôi vẫn chưa hít run và gào lên Đưa tôi đi, mau lên Chiếc xe cũng có thể tiến thẳng về bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Máu trên chiếc váy của tôi càng lúc càng ngớt đẫm Màn hình điện thoại bỗng dưng hiện lên dòng chữ Tin nhắn của cái chi thằng cha dũng đi công tác vẫn ngủ với con ôn kia tôi chỉ nhìn thoáng được như vậy rồi cũng lệm đi vì đau đớn tôi không biết mình đã ngất bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy đang nằm ở phòng tự chọn toàn thân tôi nhẹ bẫng như không cơn đau bụng cũng đã không còn lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh nắm lấy tay người y tá bên cạnh run rẩy và hỏi chị ơi đứa bé trong bụng tôi không sao chứ người y tá nhìn tôi vẻ mặt lộ rõ sự cảm thương và đáp cô bị sảnh thai nên bác sĩ vừa thủ thuật lấy thai ra rồi cô mất nhiều máu nên nằm nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nữa tôi nghe xong toàn thân như sét đánh ngang tai và gào lên chị nói dối tôi chỉ bị ngã thôi làm sao mà cô ơi cô cứ bình tĩnh cái thai thực sự đã không còn người nhà cô vừa đi làm thủ tục nhập viện cô phải nằm viện hai ba ngày đấy người nhà tôi không có người nhà nào cả. Tuy vọng cuối cùng như gói lên, tôi nắm chặt tay người y tá và hỏi chị ơi, chị có nhầm tôi với ai không? tôi không có ai là người nhà đây cả. con tôi, hai chị bị nhầm gì à? sao không có người nhà? chồng cô làm công an còn gì? anh ta đưa cô đến nhập viện, còn đang làm thủ tục cho cô nữa đây đấy tôi biết cô đang rất sốc, nhưng cô phải chấp nhận sự thật này. thôi thì con cái nó là cái duyên rồi, cô ạ. À giờ cô bình tĩnh tĩnh dưỡng sau sẽ có đứa khác tôi nghe xong bật khóc nước nở không phải người y tá nhầm mà là do tôi vẫn đang tự du mình trong sự ảo tưởng người mặc bộ đồ an ninh kia chẳng phải người đưa tôi vào viện à hóa ra là thật hóa ra đứa bé không còn nữa rồi con tôi đã không còn người y tá thấy tôi khóc thì an ủi vài câu sau đó ra ngoài khi chỉ còn mình tôi ở lại trong căn phòng lạnh lẽo tôi mới thấy nỗi đau đớn tuyệt vọng nhiều đến chừng nào. Từng giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên má, rồi chảy xuống miệng mặn chát. Con của tôi, tôi còn chưa kịp biết cha hai gái, còn chưa được mua cho con bộ quần áo, chưa sắm cho con được bất cứ một thứ gì. Con của tôi thì có tội tình gì cơ chứ, nó chỉ là bảo thai thôi, sao lại nước ác độc khiến nó chết oan ức như vậy. Tôi ngồi dậy lưỡng thượng bước ra, cuối cùng không còn đủ sức ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo nước mắt mỗi lúc một nhiều chảy xuống cả nền đá hoa trắng xứ mẹ chồng mới nghĩ đến thôi giờ tôi đã cảm thấy căm hận đến tột cùng tất cả mọi thứ bà ta làm với tôi tôi đều có thể chịu đựng được nhưng bà ta khốn nạn đến mức tự tay giết chết chóng mình tôi không kiềm chế được gào lên như kẻ điên dại còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con Mái tóc rũ xuống miệng ướt đẫm Chiếc áo bệnh viện mỏng tang Trông tôi không khác thì kẻ điên Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra Bóng dáng cao to mặc đồ an ninh tín vào Tôi nhìn trên áo Vết máu đỏ đã khô Anh ta cúi xuống Về mặt lạnh lùng mà nói Giấy tờ nhập viện này Đây là số tài khoản của tôi Bao giờ ra viện Gửi tiền vào đây trả cho tôi Tôi còn chưa kịp nhận lấy, đã bị anh ta bế lên rừng rồi giết lên. mà cô muốn chết à? Muốn chết thì sao mà ngồi dưới đây khi vừa cấp cứu xong? Thế giới này đối với tôi giờ đây cũng là vô nghĩa. Dường như tôi không còn biết, chút nỗi đau này, nên ai nên liền gào lên. Phải, tôi muốn chết anh giết luôn đi, giết chết tôi đi. Sống làm chó gì trên cuộc đời này nữa, giết đi cho nhẹ nọ. Đồ điên! Điên? <laughs> Phải rồi tôi đang điên đấy Cút hết đi một lũ khốn nạn Một lũ ác độc Đột nhiên tôi thấy anh ta cong khóe môi Đôi mắt kia đỏ ngầu lên và nói nhỏ Độc ác Cũng bao không bằng cái loại mẹ giết con Anh nói cái gì? Đừng có chết Cố mà sống mà trả nghiệp cô gây ra đi Anh nói gì? Anh nói rõ ra đi Thế nhưng anh ta không đáp Xoay người bước đi Thằng cha điên khùng muốn tôi phát điên lên hay sao Khi bóng dáng ấy khuất dần Tôi cũng nằm vật ra chiếc giường sắt lạnh lẽo Giá mà tôi có thể mở kính cửa sổ kia Nhảy từ tầng ba này xuống đất Mà chết quách đi thì có lẽ tốt hơn Cổ đời tôi đến tận bây giờ Chỉ là những màu đen tối Nước mắt chảy dọc hai bên thái dương Nấc lên từng đợt Một con người đến cái chết cũng không thể chết được Nó mới khốn nạn cỡ nào tôi đưa tay sờ xuống bụng không còn cảm nhận được sự sống nơi ấy nỗi đau này giống như vết dao chém nham nhở lên những vết thương cũ vĩnh viễn không bao giờ lành lại lần mang bầu này tôi đã hy vọng nhiều thế nào đã mường tượng ra một em bé xinh đẹp giống cả tôi lẫn dũng đã muốn mua mấy bộ đồ sơ sinh nho nhỏ tôi đưa tay chạm lên điện thoại dòng tin nhắn của Kichi chi rõ mồn một ở dưới còn là những bức hình của Dũng và con Trinh hôn hít nhau bể bơi khách sạn. Hóa ra, nỗi đau của việc bị phản bội, nó cũng tầm thường thế thôi. Tôi nhìn vào bật cười, cười đến mức nước mắt nước mũi chảy thành sông. Sợi dây ràng buộc cuối cùng cũng đứt. Tôi nằm, đưa đôi mắt giáo hoảnh ra bên ngoài. Cũng không biết, đã nhìn mấy cây bằng lăng ngoài trời bao lâu. Chỉ đến khi có tiếng bước chân của người y tá vào tôi mới xoay người lại. Người y tá đặt lên bàn một cặp lồng cháo và nói Chồng cô ban nãy có bảo tôi chưa mua tráng cho cô, cô ăn một chút đi cho đỡ đói. Chồng tôi, chồng tôi giờ còn đang ở nơi rất xa, ở một nơi mà anh ta có thể thoải thích, ôm hôn, lên giường với đứa em gái trên danh nghĩa của tôi. Tôi bật cười cay đắng và đáp. Đó không phải chồng tôi, người dưng qua đường giúp đỡ thôi. Người y tá nghe tôi nói vẻ mặt kinh ngạc và hỏi Không phải chồng mà sao anh ta lo lắng cho cô thế Bà nãy bế cô đến đây á Anh ta tái xanh mặt lại Lúc đưa cô vào phòng cấp cứu còn đi đi lại lại bên ngoài trông lo lắng lắm Tôi cũng không biết Chắc công an lo cho dân À tại Thấy kiểu lo lắng Giống người thân hơn là người dưng Tôi thở dài không đáp Toàn thân mệt mỏi dã rời người y tá thấy tôi im lặng liền bước đi trời lúc này đã trưa tôi lại nghĩ đến đàn ông ban nãy sao anh ta lại nói với tôi mấy lời dở hơi như vậy hay do tôi vì quá đau thương mà nghe nhầm có lẽ là tôi nghe nhầm thật đầu óc tôi lúc đó chỉ có hoảng loạn đau đớn mà giờ khi đã dần bình tĩnh trở lại tôi mới sực nhớ còn chẳng cảm ơn người ta lấy một câu thế nhưng rồi tôi cũng không còn muốn nghĩ nhiều nữa mọi thứ chẳng còn quan trọng tôi nhìn cặp lồng cháo mà không muốn ăn miệng đắng ngắt lại tanh bỗng dưng điện thoại của tôi reo lên tôi đưa tay chạm lấy là số của cái chi tôi ấn nút nghe vừa chạm vào đã thấy tiếng nó cất lên sao ta nhắn đi không trả lời thế mẹ à, thằng cha dũng lại vừa đưa con đĩ trinh đi bà nà rồi ta đi công tác với đoàn đúng khách sạn của chúng nó luôn lần này nhá ta ủng hộ cho mày ly hôn tôi nghe được giọng nó ban nãy còn ngỡ mình đã đủ bình tĩnh rồi cuối cùng ờ à, lên khóc nức nở như đứa trẻ Cái chị đầu dây bên kia nghe tiếng khóc liền hỏi thủy sao mày khóc é cái con điên này nó cặp bồ cặp mẹ nó bỏ là xong không lo cái gì Tao mày mạnh mẽ lên tao xem nào khóc lóc cái gì vì một cái thằng không ra gì như thế càng nghe tôi càng không kìm được khóc nghẹn cả giọng đừng khóc nữa thủy chi ơi tao đây tao đây tao sảy thai rồi con tao cũng bỏ tao đi rồi đầu dây bên kia bất chợt lặng đi rồi gào lên sao lại thế mày đang ở đâu Tao đang ở bệnh viện Và chắc chiều tôi trốn viện ra Đón bò nữa Mày nói cho tao biết Đã có chuyện gì xảy ra Tôi vừa khóc Vừa kể lại mọi chuyện Cái chi không nói gì tắt phụt máy Tôi đặt xuống ngồi bó gối gục mặt Mặc kệ nước mắt rơi Không biết tôi đã khóc bao lâu Chỉ biết Rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay Trong cơn mơ toàn những cơn ác mộng Đến khi tỉnh dậy Phát hiện trời đã về chiều Đột nhiên tôi ngồi bật dậy Chết rồi Năm giờ rồi tôi còn chưa kịp đón bo Tôi không còn nghĩ gì Chạm đôi chân trần xuống đất Thì đột nhiên cánh cửa cũng mở ra Bo bước vào ôm chặt lấy tôi và nói Mẹ ơi Mẹ ốm à Tôi đưa tay chạm lên má thằng bé Và kinh ngạc hỏi Sao con ở đây Ai đưa con về dạ bác tuấn anh trai của dì chi ạ bác ấy đâu bác ấy đưa con đến đây hỏi phòng bệnh rồi dắt con lên cửa về luôn ạ à? mẹ ơi mẹ mệt lắm à tôi nghe con hỏi nước mắt chảy ra suýt nữa ban nãy tôi đã nghĩ không thông mà bỏ lại con trên cõi đời này tôi ôm con vào lòng và lắc đầu đáp mẹ không mệt mẹ không mệt sao mẹ lại khóc Em bé là mẹ ốm hả à, mẹ? Bo đưa tay chạm lên má Long mới giọt nước mắt giờ cổ mắt nói Mẹ đừng khóc nữa Ừ mẹ không khóc nữa Mẹ không khóc nữa đâu Con lấy khăn mặt cho mẹ lau nhá Nói rồi thằng bé chạy vào nhà vệ sinh Chiếc khăn mặt mới tinh được sấp nước còn chưa kỹ Tôi nhìn con Đưa tay quẩn nước mắt Rồi bế thấp con lên giường ôm con vào lòng Đột nhiên có điện thoại của cái chi Tôi với tay Nhấn nút nghe Đầu dây bên kia nói một tràng Giang Đại Hải Thủy Ta về đến Hải Phòng rồi Anh Tuấn đưa thằng Bo đến rồi đúng không Mày không được trốn viện nằm êm ở đấy cho tao Tôi còn không kịp đáp Nó đã tắt máy Khoảng hơn 7 giờ tối cứ chi mới đến bệnh viện Cô Bo ban nãy tôi đã nhờ ý tám mua chút cháo cho con ăn cho đỡ đói Cái chi lao thẳng vào phòng bệnh và hỏi tôi mày sao rồi sao về sớm thế đặt vé máy bay gấp tao phải điên lên mới thôi sao có các loại người khốn nạn như thế nhở tao nói cho mày biết lần này mày dứt luôn cái nhà đấy cho tao tao điên lắm rồi tao mới giết con già đấy tôi nhìn bo khẽ lắc đầu ra hiệu cho cái chi đừng nói nữa nó bạo chặt môi gần trên trán giật liên hồi khóe mắt đỏ rêu đốn như nước mắt cũng chảy ra tôi nhìn nó ái náy Ta xin lỗi Tự dưng làm mày lo lắng quá Khỏi cần phải anh ấy Ta xong việc rồi Định là định ở đó bắt Ken Mày nghe tin mày bị thế Phải ra luôn Mày định thế nào Tao tự có quyết định rồi Sao số mày khổ thế hả Thủy Mà mày thấy trông người thế nào rồi Cũng đỡ đỡ rồi Mày về đi Làm giúp tao mai đưa bò đi học hôm nay cho bo ngủ nhà này được không còn hấp hôm nay bo với tao ngủ đây với mày phòng rộng thế này mày đây một mình không ai yên tâm cả nằm im đấy tao với bo đi xuống mua chút gì lên mà ăn biết là không có tâm trạng ăn uống nhưng giờ mọi chuyện cũng đã như thế rồi thôi thì xem như là mày đen duyên số đừng có đau buồn quá lấy sức còn trăm con nghe cái chi nói cố dặn lòng không khóc từ chiều nhìn bo tôi đã tự ăn ủi mình phải mạnh mẽ lên nhưng rồi sống mũi vẫn cay sè cái chi có lẽ cũng hiểu liền đứng dậy dắt bo xuống dưới bên ngoài đường phố đã lên đèn dưới màn đêm u ám lại là những tia sáng của đèn đường tối hôm ấy cái chi ngủ cùng tôi ở bệnh viện phòng hai giường đơn tương đối rộng bo nằm với tôi còn nó nằm một mình đến sáng hôm sau nó mua cho tôi chút cháo rồi đưa bo đi học và đi làm luôn tâm trạng của tôi lúc này khá hơn Suốt đêm qua tôi đã nghĩ thông Có lẽ từ nay cuộc đời tôi sẽ phải sang một trang mới Buổi trưa tôi xuống căng tin ăn chút cơm rồi đi lên Thế nhưng vừa lên đến nơi trở thấy cửa phòng mở toang Tôi bước vào trật khựng lại khi thấy Dũng đang ngồi bên giường Anh ta nhìn tôi Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc và rít lên Cô được lắm Nhìn mặt Dũng Lại nghĩ đến những bức ảnh hôm trước Lòng tôi cũng nguội lạnh Tôi hơi nhách mép im lặng không nói Đột nhiên anh ta ném cho tôi mấy bức ảnh Bức ảnh ngày hôm qua rất rõ nét Hình ảnh người đàn ông mặc áo an ninh đương bí tôi Bức ảnh chụp thật có tâm Khi chỉ nhìn thấy tôi Bám lên trên người anh ta Phần thân dưới chảy máu đã bị cắt sạch Tôi bật cười Chẳng cần suy đoán cho mệt cũng biết là Bà mẹ chồng thân yêu Và cô người yêu cũ xinh đẹp của Dũng làm Tôi cũng đã đoán được phần nào sự việc này Nhưng lúc này thì còn gì mà quan trọng nữa đây Còn là tỉnh ngay Lý Gian có là oan ức tôi cũng không cần thiết tha giải thích Tôi cúi xuống nhặt bức ảnh Trên bình thản và nói Muốn nói gì thì cứ nói rõ ra đi Dũng nhìn tôi Một thoáng sững sờ và hỏi Tại sao cô phá thai Phá thai hay bị xảy thai Hồ sơ bệnh viện ghi lại rồi đấy Anh không kém cỏi đến mức không thể hỏi được đúng không Mà tôi nghĩ Chúng ta cũng không còn gì cần phải ngồi giải thích với nhau những cái chuyện như thế này nữa. Ly hôn đi. Đây không phải lời đề nghị mà là mệnh lệnh Thủy, ừ, cô nói cái gì đấy? Tôi nói chúng ta ly hôn Đứa bé không còn Tôi và anh cũng chẳng có cái gì để mà làm buộc nữa Cô Hóa ra cô cũng chỉ có lại đàn bà tầm thường Tôi nhìn Dũng Trong lòng lúc này chỉ có hận thù chồng chất Không hiểu sao tôi cười rất lớn Phải rồi Tôi đang rất vui Tôi rất vui vì đến lúc này Tôi đã kịp hiểu ra rằng Giữa tôi và anh ta sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào cho nhau Tôi cầm bức ảnh lên và đáp Phải Tôi tầm thường đấy Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho anh ký Sẽ gặp nhau ở tòa Cô không được phép Đột nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra Cái chi chạy sồng sộc vào Tát bốp một phát lên mặt dũng Sau đó gào lên chó chết Bà mày nói cho mày nghe nhá Mày ngu ấy Thì mày ngu vừa thôi con mẹ độc ác của mày với cái con người yêu cũ đẩy bạn bà mày xảy thai chúng nó giết con mày đấy hôm qua nhá nếu phải là cái người nhờ cứu ý thì cả hai mẹ con nhà nó đều dưới suối vàng chứ không phải là đứng đây cho mày xỉ vả mày lựa chọn tin chúng nó mày nghĩ cái thủy nó ngủ nghe với dai rồi đi phá thai thì mày cũng quỳ xuống một vái mày ba vái về mà hỏi mẹ mày cho rõ là đi nghe cái gì cũng phải nghe từ hai tay hỏi các bác sĩ bệnh viện Công thủy nó phá thai Mà nó lại khóc lóc vật vã như thế à Thích thì xin trích lại camera Khi nó rưa rưa đến ý Không xin trích được Mở mồm ra mà hỏi người ta Được chưa Đến không hỏi xem còn đau đớn không Đỡ mệt chưa Chỉ biết chửi Mày khốn nạn vừa thôi chứ Dũng nghe xong kinh hãi nhìn cái chi Tôi chưa bao giờ thấy cái chi nó tức giận như vậy Như thế nó chỉ muốn lao vào án tư nó sống Dũng Dũng nhìn tôi, chưa kịp nói thì cái chị lại chửi, mang tiếng là phó giám đốc mà ngu hơn lợn, chị biết ăn rồi đi gái gú, mà lại còn đi với con em gái của vợ, lúc vợ mày bị cấp cứu nguy kịch, mày còn đang đưa gái đi bà nà cơ mà, tao trước kia nghĩ mày là chồng của bạn tao nên tao tôn trọng, nhưng giờ phút này nhá, đéo, mày với nó đã không còn gì, thằng bo cũng không phải con mày, nếu mày còn chút sĩ diện. Một chút tự trọng cuối cùng ấy Thì buông tay nó đi Dũng nhìn tôi Hai hàng lông mày trong lại Rồi quay sang tôi lắp bắp hỏi Chuyện là sao? Muốn nghĩ gì thì nghĩ Thủy Em nói cho anh nghe Tôi nói rồi Anh muốn nghĩ gì thì anh nghĩ Tôi không có đủ sức mà chịu đựng nữa Tôi và anh không có gì ràng buộc Cũng không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa Kết thúc đi anh ngoại tình, anh phản bội tôi Cộng thêm việc 5 năm, năm nay tôi hầu hạ anh Hầu hạ gia đình nhà anh Có lẽ cũng đủ trả ân tình rồi Còn nếu anh thấy tôi vẫn nợ Tính tiền lên tôi sẽ trả dần được chưa? Hài lòng chưa? Thủy Anh đừng có còn tên tôi nữa Giữa chúng ta kết thúc lâu rồi Cái chi đứng bên cạnh nhếch mép và nói Tiền ông con khỉ Đây nói cho bà biết nhá Con Thủy nó trả nợ số nào của anh Mấy năm trước anh lên trưởng phòng Nó vay mượn cả trăm triệu chạy trọt Rồi phải viết chuyện kiếm trả dần Anh cứ mang mẹ con nó Cũng trả bằng cái việc Làm quần quần như trâu như chó Thế là đủ rồi ly hôn mẹ luôn đi Năm năm tuổi xuân của nó bị chôn vùi địa ngục Giờ còn cái đéo gì mà phải níu với kéo Còn sót một chút tình người ấy, Thì anh buông ra cho mẹ con nó đi Nó cũng có đầy đủ bằng chứng anh ngoại tình Anh á Không thuận tình thì nó sẽ đơn phương nhưng nghĩ đến năm năm qua nó sống như con chó về cái gia đình nhà anh ấy. thì anh nên tự nguyện đi dũng nhìn cái chi và khẽ nói chi em ra ngoài cho vợ chồng anh nói chuyện riêng một chút được không tôi không ra đấy tôi thở dài ra hiệu cho nó cứ đi đi tôi tự lo được cuối cùng nó đành lững thững bước đi khi nó bước ra dũng nắm chặt tay tôi và lắc đầu nói thủy Nói rõ cho anh biết những lời cái chị nói là thế nào Mẹ anh và Nga Tôi nói rồi Tôi không muốn ngồi đây giải thích với anh Tôi và anh ấy Ở hai thế giới khác nhau Vĩnh viễn không thể sống cùng nhau được Nó nói đúng đấy Anh kêu mang tôi Nhưng năm nay Năm năm tuổi xuân của tôi cũng bị chôn vùi đi Anh muốn nghĩ sao cũng được Tôi mệt lắm rồi Anh đi đi thúy tôi nói anh đi đi còn nếu anh không đi là tôi sẽ đi đấy anh đã từng nói rồi anh chỉ xin tôi tha thứ cho việc ngoại tình đúng một lần nếu có lần hai anh sẽ chấp nhận ly hôn tôi tin anh không đến mức quên lời nói đó nhanh như vậy có đúng không chúng ta không con cái không có tài sản cũng không có tình yêu tội gì phải đe đoại nhau nếu còn chút tình ấy, thì buông tha cho nhau đi chứ đừng có để tôi giờ tôi không để nang gì đâu đấy Dũng nhìn tôi Suốt 5 năm này Tôi chưa từng có thể đứng trước mặt anh ta Mà dõng dạc, kiên định như vậy Ánh mắt anh ta nhìn tôi kinh ngạc vô cùng Tôi mặc kệ Bước ra ngoài Đột nhiên Dũng kéo tay tôi lại rồi nói Thủy, anh đi Anh sẽ đi Nói rồi không đợi tôi đáp Dũng liền bước vội những bước chân trên nền đất Tôi nhìn theo bóng lưng của Dũng Cũng trở thiểu, Duyên số của tôi và anh ta đến đây là hết Vĩnh viễn không thể quay trở lại Vĩnh viễn không thể cùng nhau nắm đi Qua bất cứ con đường nào nữa Hôm sau tôi ra viện Để trở về chung cư Tối qua tôi và Cây chị đã có một đêm không ngủ Cây chị sắp chuyển công tác lên Hà Nội Nó cũng muốn tôi cùng lên đó Đi một nơi xa hơn Không phải ở Quảng Ninh Để quên đi những ký ức đau thương Thực ra ban đầu tôi muốn vào Nam Muốn đi xa hẳn nhưng rồi nghĩ lại có lẽ Hà Nội là sự lựa chọn tốt hơn Tôi từng có 3 năm sống ở Hà Nội Thân thuộc từng con đường, từng ngõ ngách Để thuận lợi nhất cho cả tôi, chị Lan và Bo Thì nên chọn Hà Nội Khi tôi vừa mở cửa bước vào Trở thấy Dũng đang ngồi trên ghế sofa Hút thuốc Mùi khói thuốc bay khiến tôi ho sặc sụa Dũng thấy vậy liền ngạt điếu thuốc xuống rồi nói Em về rồi à? Ừ, bên trong phòng ngủ của tôi đột nhiên có tiếng cạch cửa rồi tiếng mẹ chồng tôi à giờ đâu còn có thể gọi là mẹ chồng chỉ có thể gọi là bà tâm bà ta lao ra nhìn tiếp tôi và chu chéo lên dũng mày xem con vợ mày nó còn bòn rút tiền rồi có tài khoản tiết kiệm riêng đây này tôi nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay bà ta ngày trước tôi có rút một khoản nhỏ từ thẻ ngân hàng để gửi vào đó định bụng vài ngày sau sẽ nói với dũng có điều còn chưa kịp nói thì mẹ anh ta đã đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi cũng không hiểu, tại sao 5 năm qua mình có thể chịu đựng được con người độc ác khốn nạn này. Bà ta giết chính đứa cháu nội của mình mà không chút ân hận. Thế có thể bình thản mà lục lọi căn nhà riêng này của chúng tôi. Tôi không còn nề nang gì, nỗi uất ức cay đắng ủa về, liền lao và giật lấy cuốn sổ tiết kiệm rồi gào lên. Tôi cho bà ba giây để ra khỏi đây, nếu không bà đừng có trách. Nghe tôi nói cả Dũng và bà Tâm đều quay lại kinh ngạc không tin nổi. Phải rồi, từ trước tôi luôn cố gắng nhịn nhục. Nhưng giờ đây, còn gì để mà phải tôn trọng nữa? Bà Tâm nghe xong, định lao vào đánh tôi, nhưng tôi đã đoán trước. Liền né sang bên, khiến bà ta loạn trọi suýt ngã. Dũng thấy vậy, liền giữ tay bà ta và lên tiếng. Mẹ, mẹ ra khỏi nhà con đi. Con còn nhiều chuyện chưa hỏi đến mẹ đâu đấy. Ta không ra đấy. Cái con ôn nghiệt này càng lúc càng láo Hôm nay ta phải dạy cho nó bài học Cái loại con dâu lăng loàn mất nét <laughs> Từ hôm nay tôi không còn là con dâu của bà nữa rồi Và hơn nữa Bà không có tư cách gì để dạy tôi hết Trước khi giải dỗ người khác Bà nên mua một cuốn giáo dục công dân mà học đi Mày nói cái gì? Nói gì chắc bà ngã nghe rõ rồi Tôi không phải nhắc lại Một người nhẫn tâm ra tay giết chết cháu nội của mình không đáng để tôi phải tôn trọng À Hóa ra mày bịa chuyện Bảo sao sáng nay tao đến Thằng con ngu ngốc của tao mặt xưng mày rỉa lên Không nói gọi thì không thưa Mày đừng có vu ăn giá họa cho tao nhé Tao có bằng chứng mày lăng loán với thằng khác đấy con đi ạ à. Tôi nhìn Dũng Chợt ngửi thêm mùi rượu nồng nặc Có lẽ từ hôm qua lúc bệnh viện về Anh ta vẫn chưa gặp bà Tâm Mà vùi mình trong men say Thực ra tôi hiểu tính Dũng bình thường mỗi khi có chuyện gì anh ta đều uống say không biết trời trăng là gì rồi mới giải quyết chuyện sau nên việc anh ta chưa vội tìm đến bà tâm hỏi cho ra nhẹ cũng là thường tình hình như anh ta đã uống rất nhiều nhiều đến mức giờ tôi thấy hai mắt đỏ ong thế nhưng tôi không quan tâm mà quay lại phía bà tâm và rap tôi phải đi vua an giá họa cho bà bà và con nga kéo tôi vào cái hẻm đẩy tôi xuống cống bà cứ nghĩ hẻm đó không ai qua lại nên không ai làm chứng nhưng mà bà nhầm rồi đấy Hẻm đó vắng vì toàn nhà biệt thự Đóng cửa im lìm Nhưng nhà người ta giàu lắm Nhà ai cũng có camera hết Bạn tôi đã đến xin người ta cho trích đoạn camera Thời điểm tôi bị hai người kéo đi Thế nên khi khuất mắt Thì đừng để tôi phải điên lên Không là bà không xong đâu Bà Tâm nghe đến đây Mặt tái lại Hai khóe môi run run rật giật, giật và gào lên Con này Sao mày dám bắt nói với tao kiểu này Mày đưa tao cái cuốn sổ tiết kiệm đây Tiền của con tao đấy Tôi đếm đến ba Nếu mà bà còn không chịu cút thì đừng có trách Một Mới đếm từ một Bà ta đã vội bước ra Ánh mắt lộ rõ sự thoảng thốt và kinh hãi Phải rồi Con thủy của ngày xưa chết rồi Chết cùng lúc với đứa cháu nội ruột thịt của bà Còn con thủy bây giờ Không có việc gì phải hạ mình xuống với các loại người này hết Bà ta bước ra ngoài còn chửi đồng vài câu Tôi liền đóng sập cửa thật mạnh Lúc này Trong phòng khách chỉ còn tôi và Dũng Tôi rút trong túi đơn ly hôn ra và nói Chúng ta không có tài sản gì chung Việc ly hôn chắc sẽ đơn giản Tôi để đây Anh ký xong thì đặt lên bàn cho tôi Chứng minh thư của tôi và giấy đăng ký kết hôn ở đây rồi Nếu được Anh giúp tôi mang sổ hộ khẩu Với chứng minh thư của công chứng của anh đưa cho tôi Chiều tôi đi nộp Giờ tôi hơi mệt tôi muốn nghỉ Dũng nhìn tôi giọng khàn đặc và nói tiếp Thủy, anh sẽ ký đơn Nhưng... Nhưng gì? Anh biết giờ không còn cứu ván được nữa Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều Anh làm khổ em đến thế là đủ rồi Anh biết em sẽ đi Em sẽ đưa cô đi một nơi nào đó mà anh không tìm được Nhưng trước khi em đưa con đi Em có thể cho anh vài ngày ít ỏi bên cạnh em và con chăm sóc em như một người chồng một người cha không anh xin em anh không dám níu kéo chỉ xin em cho anh vài ngày nữa được bên em thôi Hả? lúc chúng ta có thời gian bên nhau thì anh không trân trọng giờ đây cả hai đều đã đồng ý ly hôn anh lại muốn làm người chồng người cha dù có cho là ít ngày thì tôi cũng không chấp nhận bởi tôi không thể giả tạo cố gắng vui vẻ hạnh phúc sau đó là cuộc chia ly Ừ Anh hiểu rồi Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Sống chung với mẹ chồng, được phát trên kênh các truyện. Quý vị hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 6 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được cái thông báo sớm nhất sẽ được phát hành trên kênh các truyện về tập 6 của bộ truyện này nhé còn bây giờ thì ông nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị